Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2018. Ngày hôm nay là ngày cô đơn thôi. Có đúng ngày 11 tháng 11 là ngày cô đơn không? Một mình ta ở trên một góc phòng chờ ngóng một người nào đó ở một thời điểm nào đó sẽ đến với mình. Chào chị Tình Hà. Chúc mừng chị Tình Hà nhé. Chị Tình Hà hôm nay là người đầu tiên thầy dự nhắn tin cho trong sau khi dậy sớm. Thầy dự gửi cho chị Hà cái hình trái tim tự nhiên là thành người nhỏ hơn 30. Chị là người đầu tiên nhận tin nhắn của thầy dự buổi sáng ngày hôm nay. Chắc chắn ngày hôm nay là ngày may mắn của chị đấy. Hôm nay heo sẽ được ăn rất là nhiều tiền. Hôm nay heo Lambo của thầy dự sẽ được ăn rất là nhiều tiền. Bởi vì cả một chục ngày mà thầy dự đã về Phú Thọ thì thầy dự có một số cái lỗi mà chưa cho heo ăn. Và cộng lại thì khá khá lỗi nên heo này ăn trên là khá no đấy. Heo ơi. Ok, chào Đăng Dương. Đăng Dương chuẩn bị qua nhá. Hay, hôm nay em ngủ quên không bán xôi luôn ạ. Úi ôi, quên không bán xôi luôn à? Thế các làm xôi chưa? Mỗi ngày 3 giờ 45 là dậy, hôm nay 5 giờ 30 là dậy. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chủ đề hiệu ứng trong kinh doanh, tạo ra hiệu ứng trong kinh doanh, tạo ra những hiệu ứng để các bạn có thể bán hàng tốt hơn. Để tôi sẽ ghim cái bài viết này lên, ghim cái livestream này lên để mọi người xem nữa. Hiệu ứng trong kinh doanh, tạo hiệu ứng trong kinh doanh. Bây giờ các bạn chia sẻ cái livestream này đi, coi như là tạo hiệu ứng trong kinh doanh, cách tạo hiệu ứng trong kinh doanh. Tạo hiệu ứng trong kinh doanh. Cách tạo hiệu ứng trong kinh doanh. La 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 la. Thầy có áo mới đẹp thế đâu? Áo này không phải áo mới. Áo này áo lâu rồi. Mặc được lần này là lần thứ 3 rồi. Chị Huỳnh Mai Di Hiếu đã về chưa đây? Huỳnh Mai Di Hiếu đã về chưa? Chủ đề hay quá. Đúng rồi. Thấy hôm nay có áo đẹp không? Áo này từ hôm qua rồi. Thấy cái này mà áo ba lỗ để like cùng với chị. Mỗi ngày 3 giờ 45 là dậy. Hay quá. Hiệu ứng chim mồi này, hiệu ứng ánh hào quang này, hiệu ứng mỏ neo, rất nhiều hiệu ứng trong kinh doanh. Đây, sáng nay thầy dự có đọc cái cuốn sách này, hiệu ứng chim mồi.
Cuốn sách này là được xuất bản bởi hai người tác giả là Hạo Nhiên và Quốc Khánh. Hạo Nhiên và Quốc Khánh. Sáng dậy thì không biết là sẽ like nội dung gì đây, lơ mơ cầm cuốn sách, không vào nhà vệ sinh đọc, đọc à, và tổng kết ra ba cái hiệu ứng mà các bạn rất là dễ áp dụng trong việc bán hàng. Dạo này thầy rất thích mặc áo sơ mi. Em thấy mặc hôm đầu tiên là khai giảng nữ chiến binh K4 thầy nhỉ? Có thể. Rồi, hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng chim mồi. Cái hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng chim mồi. Đây, lắng nghe này. Bạn chia sẻ xong lắng nghe thì tự đọc cho cái này rất là hay. Các bạn cần phải biết cái điều này, nó vô cùng hay. Lắng nghe thì tự đọc thì tự hay. Phải gọi là gì? Nó thực tế, đúng rồi. Hiệu ứng chim mồi hay còn gọi là hiệu ứng ưu thế bất cân xứng là một hiệu ứng thường được dân kinh doanh dùng trong định giá. Để đơn giản ta có hiểu như sau: khi khách hàng đang khó quyết định giữa hai lựa chọn A và B, thì việc bạn đưa thêm một lựa chọn số 3 làm chim mồi của B sẽ làm khách hàng cảm thấy như B là cái món hời tốt hơn hẳn. Bạn có thể xem phần phụ lục để hiểu. Ok, phần phụ lục thì tím sẽ giải thích cho các bạn. Bây giờ một cái tức là gì ạ? Có hai cái phương án. Bây giờ bạn cho khách hàng đang băn khoăn giữa việc là có hai lựa chọn, là chọn lựa chọn A hay lựa chọn B, thì họ đang băn khoăn. Việc của bạn là bạn muốn nhắm vào việc là sẽ thật nhiều người mua cái lựa chọn B, đúng không? Thật nhiều người mua lựa chọn B. Đúng rồi. Thế là bạn đưa ra một cái lựa chọn là cái lựa chọn C nào đó. Và khi bạn đưa ra cái lựa chọn C này là cái lựa chọn mà được đưa ra, và người ta nhìn thấy lựa chọn C này và người ta nhận ra rằng ôi, nhờ có lựa chọn C này người ta mới biết rằng lựa chọn B là lựa chọn tối ưu, lựa chọn B là lựa chọn vô cùng hời, vô cùng tuyệt vời. Thế là họ đổ xôn vào lựa chọn B. Thì C đó chính là gì ạ? Chính là một trong những lựa chọn chim mồi. Tức là đưa thêm một cái phương án C vào, nhưng phương án C đấy là rất ít người chọn, thậm chí chẳng có ai chọn cả. Nhưng nó lại củng cố niềm tin và củng cố cái cảm xúc để khách hàng có thể lựa chọn cái sản phẩm B. Đó. Đây, ví dụ như này. Năm 2010, có một giáo sư tâm lý học người Mỹ có một thí nghiệm tại trường đại học MIT phát hiện ra một vài chi tiết thú vị. Ông cho một cái nhóm 100 sinh viên được quyền đặt mua báo của tờ Economic với giá niêm yết như sau: gói 1 là chỉ ấn phẩm báo mạng thôi, là $59; gói 2 là ấn phẩm báo in, là $125. Mới đầu chỉ có hai gói này thôi, đúng rồi. Ấn phẩm báo mạng là $59, ấn phẩm báo in là $125. Và bây giờ có một cái lựa chọn số 3 là lựa chọn gì ạ? Có 3 lựa chọn nữa. Xin lỗi, có một lựa chọn nữa là số 3 là ấn phẩm báo mạng và báo in là tổng $125. Nào, báo mạng là $59, tức là những cái sinh viên đấy họ chỉ được mua báo mạng thôi. Tức là họ sẽ được nhận qua email, họ sẽ được xem trang web, họ sẽ được đăng nhập vào để xem các thông tin ở trên web. Thì là gì ạ? $59, giá thấp. Và nếu như họ muốn nhận báo in, tức là báo đã in ra rồi gửi về tận nhà cho họ, thì sao ạ? Thì họ sẽ phải trả số tiền là $125. Nhưng có một cái phương án số 3 là cả báo in và báo mạng là $125. Ô, thế là phương án gì ạ? Phương án 2 và phương án 3 có quyền lợi như nhau nhưng giá hoàn toàn khác nhau. Được combo cả hai cái mà có $125 thôi. Đó. Và thực tế là gì ạ? Và thực tế là có đến 80% là các bạn ấy chọn gói số 3 là $125 cho cả hai quyền lợi. Đó là cả báo in và cả báo mạng. Còn một số rất ít thì chọn cái phương án là gói 1, tức họ ít tiền hơn, họ chỉ mua $59 cho báo gì ạ? Cho báo mạng thôi. Còn không ai chọn cái phương án ở giữa cả. Thì phương án ở giữa đó chúng ta tạm gọi là phương án chim mồi. Và chim mồi. Chim mồi để củng cố niềm tin, để củng cố cái cảm xúc cho khách hàng rằng là diện cái phương án A3, cái phương án 3 là phương án vô cùng tuyệt vời. Đúng rồi, phương án 3 là phương án vô cùng tuyệt vời. Rồi, thế bây giờ chúng ta lấy ví dụ trong trong công việc bán hàng của các bạn, thì các bạn sẽ sử dụng cái hiệu ứng này như nào? Nào, các bạn sử dụng cái hiệu ứng này như nào? Ừ.
Cái này rất là dễ dàng khi bạn sử dụng như này. Ví dụ bạn bán cái sản phẩm liên quan đến làm đẹp, giải pháp của bạn là liên quan đến chăm sóc da mặt. Ví dụ làm đẹp cho phụ nữ đi, làm đẹp cho phụ nữ. Đúng không nhỉ? Thì bạn có gì ạ? Kem dưỡng da gì? Các bạn có một sản phẩm gì đó trị giá là A. Tức là cái này rất rất thuận tiện nếu như bạn có một cái combo sản phẩm, một combo sản phẩm để giải quyết một cái vấn đề gì đó cho khách hàng. Đó, thì sản phẩm thứ nhất là giá trị là A. Sản phẩm thứ hai là giá trị là gì ạ? Là B. Sản phẩm thứ nhất giá trị là A, là giá trị là 100.000 đồng. Sản phẩm B kia giá trị là gì ạ? Là 300.000 đồng. Đúng rồi, 300.000 đồng. 300.000 đồng. Và bây giờ bạn muốn bán đúng không? Bạn muốn bán thì bạn hãy biến cái lựa có thể lựa chọn cái số B kia có thể trở thành một liệu một gì ạ? A hoặc B sẽ trở thành một trong những cái chim mồi. Bằng cách là đưa ra một lựa chọn C. Lựa chọn C là lựa chọn mà combo cả hai cái sản phẩm đấy. Ví dụ là 100.000 cộng 300.000 thì thành 400.000 đúng không? Đúng nhỉ? Nhưng bây giờ 100.000 cộng 300.000 tức là một cái gói C là gói có hai sản phẩm. Nhưng hai sản phẩm đấy không phải là giá bán là 400.000 nữa mà giá bán chỉ có là 300.000 hoặc là 350.000. Tức là gì ạ? À? Người ta cảm thấy rằng ồ cái lựa chọn đấy là lựa chọn được hời vô cùng luôn. Nếu mà mua lẻ sản phẩm ra thì A, à, mua lẻ sản phẩm kia là B thì có giá cộng vào thì hai cái giá đấy là song song, gì ạ? Độc lập với nhau. Nhưng nếu như combo hai cái sản phẩm đấy lại, chọn một gói combo hai sản phẩm đấy thì không phải mua giá trị bằng A cộng B nữa mà nhỏ hơn là giá trị của A cộng B. Thậm chí, nhưng các bạn có hiểu ý tưởng này không đã? Nhưng mà thậm chí còn cao thủ hơn nữa, đó là nếu bạn muốn nhắm vào việc bán cái gói số 3 ấy, là combo giữa sản phẩm A và B ấy, thì bạn có cho thêm một cái quà tặng đặc biệt nào nữa vào cái nhóm cái số 3 kia để người ta không chỉ so sánh được về giá là hời hơn mà còn so sánh là giá trị còn cả cao hơn nữa cơ, bằng A cộng B lại còn cộng thêm cái gì nữa cơ. Đó, tức là chúng ta phải đọc sách, chúng ta đọc sách thì có rất nhiều kiến thức hay trong sách rồi, nhưng chúng ta phải tùy biến vào cái công việc kinh doanh của chúng ta. Rồi. Mua một sản phẩm thì giá là 100.000. Đúng rồi. Mua cái sản phẩm thứ hai này là gì ạ? À? Giá 300.000. Hai cái sản phẩm này bổ trợ nhau rất là tốt rồi, ai có cả hai sản phẩm này đều thích. Thực ra là tất cả mọi người đều muốn sở hữu cả hai sản phẩm đấy, nhưng mà đang băn khoăn về giá thì lựa chọn cái nào trước hay lựa chọn cả hai thì 400.000 à? Mình đưa ra luôn một cái combo là gì ạ? À? Là cả hai cái này thì mức giá là dưới 400.000 nhưng lại được cộng thêm một cái gì đó nữa. Thế là gì ạ? À? Thế là mình cao thủ đến mức là gì ạ? À? Mình biến phương án A hoặc phương án B đấy trở thành một trong phương án chim mồi. Thì người ta chọn A cũng được, một chọn B cũng được, nhưng số đông người ta sẽ chọn ra cái phương án là phương án C. Vì tự nhiên thì giá trị đơn hàng của mình sẽ cao hơn rất là nhiều. Tân 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 hay quá thầy ạ. À, bác Linh Phan rồi à, bác Linh Phan em ơi, lấy cốc nước có cây đũa thần của bác Linh Phan. Đó, cái cách này áp dụng rất là tuyệt vời nếu như bạn có combo sản phẩm. Đó là lý do vì sao mà thầy dự khuyên các bạn rằng gì ạ? À? Nên chọn những cái đơn vị nào để chúng ta kinh doanh ấy, là đơn vị đấy có nhiều sản phẩm, cùng phục vụ cho một nhóm đối tượng khách hàng. Và nếu như các bạn đang là boss của hệ thống tổng thì bạn cũng phải nghĩ cách để tạo ra một chuỗi các sản phẩm. Và khi tạo ra một chuỗi sản phẩm như vậy, đúng không? Thì tùy từng thời điểm bạn muốn đẩy cái combo nó đi. Đẩy combo nó đi. Ví dụ như là gì ạ? À? Bạn đẩy combo gì ạ? À? Ví dụ của bạn sản phẩm son đi. Son thì của bạn thì có 3 màu đúng không? Rõ ràng là phụ nữ, như là phụ nữ thích có nhiều màu son đúng không? Chứ một màu son vậy thì hơi 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 đơn điệu. Phụ nữ người ta thích có 3 màu son, 4 màu son. Đúng rồi. Nếu màu son là đỏ này thì giá 125.000 này. Đúng rồi, màu son là chì này cũng giá có thể là 125.000 hoặc là 128.000, 150.000 gì đó này. À nhưng mà nếu mà combo hai loại son này. Combo hai 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 cây son này hoặc là combo ba cây son ở đó thì giá sẽ nhỏ hơn là tổng ba cái cộng lại, thậm chí còn tặng thêm được một món quà vô cùng đặc biệt gì nữa. Và bạn nghĩ sao cái món quà đặc biệt đấy là cái gì? Nghĩ cái món quà đặc biệt đấy là cái gì? À, món quà đặc biệt đấy đó là gì? À, là một khóa học make up trị giá 3 triệu đồng ở trên online. Đó, khóa make up hoặc cái gì đó. Thầy sẽ ưu tiên là tặng quà, tặng thông tin để làm giàu thêm cái kiến thức cho khách hàng. Sản phẩm Trần Mao nhiều combo em hiểu và đang áp dụng. Ok, nào bạn nào, những bạn nào ở trong hệ thống của Trần Mao thì bạn thử nói xem,
cái sản phẩm của Trần Mao của các bạn đang áp dụng cái điều này như nào nào? Đã từng áp dụng hoặc là đang áp dụng thì kể ra nào. Tuyệt vời thầy ạ, mua một diệp lục kit cộng một diệp lục collagen giá 720.000, em bán 650k cộng một cuốn tài liệu kinh doanh nội bộ của công ty em. Ôi chị ấy nói luôn là thôi chị lấy 5 hộp luôn để làm chi nhánh thầy, tuyệt thầy nhỉ. Yes sir. Cái này phải là chính sách của công ty bạn Trần Đặng Như Vân, cái này phải là chính sách của công ty, chính sách của công ty. Nếu mà còn một chuỗi sản phẩm này, ví dụ như là các em đang bán sản phẩm là cốc người san này cộng với anti secret này cộng với anti bath gì đó, thì tất cả những cái chuỗi sản phẩm trong combo đấy của một công ty thì em phải làm theo chính sách của một công ty, làm chính sách của một công ty. Đúng rồi. Còn nếu như em bán sản phẩm của nhiều công ty khác nhau, nhiều công ty khác nhau thì em có quyền tạo ra combo, tạo ra các combo, combo để em bán. Tạo ra các combo. Mà nếu như các ngay cả các công ty đấy họ cũng không happy cho em tạo ra combo combo liên quan đến giá như vậy, thì em có thể tạo hiệu ứng chim mồi bằng cách gì ạ? Là combo giá trị. Combo giá trị, tức là bản thân các em tạo ra thêm một cái giá trị riêng nào đó. Thêm một cái giá trị riêng nào đó. Đúng rồi. Có hai cách để còn có thể là tạo ra hiệu ứng chim mồi này. Thứ nhất là hiệu ứng chim mồi về giá, cái thứ hai là tạo hiệu ứng chim mồi về giá trị. Nếu như các bạn tạo ra hiệu ứng chim mồi về giá thì rất là tốt, nhưng cần có sự phối hợp với gì ạ? Với boss của các bạn để cùng cả hệ thống cùng thực thi cái điều đó. Đấy. Nếu không thì nó sẽ phá giá, đúng rồi. Còn cái cách thứ hai đó là hiệu ứng chim mồi bằng giá trị. Tức là gì ạ? Giá trị người ta nhận được là một thỏi son A, giá trị người ta nhận được một thỏi son B, đúng không? Bây giờ có một cái gói nữa là gói số 3 là nhận được cả hai thỏi son đấy, với giá có thể giá bằng A cộng B, nhưng bạn cho thêm một cả đặc biệt gì đó. Đó là gì ạ? Đó là gì? Đó là bộ video hướng dẫn cách để trang điểm đấy, cộng combo bộ tài liệu để hướng dẫn cách chăm sóc con, cộng cho mình cái kiến thức đi, làm giàu hơn cho mình cái kiến thức đi. Kiến thức đó có thể bạn sưu tập từ rất là nhiều nơi, kiến thức đó có thể là kiến thức mà bạn đóng gói và tạo ra. Thầy sẽ khuyến khích bạn đóng gói tạo ra, tại vì bạn có kỹ năng diễn thuyết rồi, bạn có kỹ năng viết ebook rồi cơ mà. Ui chù 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 chù. Đó thì trong này họ viết về hiệu ứng chim mồi về về giá, họ không 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 có cái cách tạo ra giá trị kiểu như vừa nãy của thầy dự, nhưng thầy dự phát triển nó thêm một tí đấy, nó tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của chúng ta và tùy thuộc vào cái nền tảng kiến thức của thầy dự nữa chứ. Bum, bum, bum. Quá nửa đời phiêu bạt, tôi lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như tình mẹ, chờ che con đi quá chớp bẻ mưa ngoài. Hôm nay mà áo đẹp có khác, chia sẻ hay hẳn đúng không? Các bạn bán cái sản phẩm giảm cân đúng không? Các bạn bán sản phẩm giảm cân, bạn cần phải trở thành huấn luyện viên về giảm cân. Đúng rồi, huấn luyện viên về giảm cân. Nếu ai mua một hộp sản phẩm này thì sao ạ? Thì giá là A. Đúng rồi, cứ một hộp mang tính dùng thử thôi. Còn 6 hộp thì bắt đầu mới là gì ạ? Giải quyết được vấn đề đúng không? Cái giảm cân của bạn ấy. Thì nếu như ai mua combo 6 hộp thì sao? Có 3 lựa chọn, nên người ta 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là một hộp là bao tiền? Là ví dụ như là một hộp là 100.000 đi. 6 hộp là bao tiền? 6 hộp là 500.000.
Tại vì 600 thì phải ưu đãi một tí, là còn 500 nghìn là một combo là 500 nghìn đúng không? Có không nhỉ? Nhưng mà thêm một lựa chọn số 3 nữa là tại thời điểm này nếu mà mua 5 hộp, à xin lỗi mua 6 hộp thì giá vẫn 500 nghìn, nhưng mà được tặng thêm một gói coaching trong vòng 7 ngày. Coaching trong vòng 7 ngày hoặc là coaching trong vòng 14 ngày, gói đồng hành trong 14 ngày. Và mình sẽ là người huấn luyện viên để cho đồng hành người ta trong 14 ngày để kèm người ta, để người ta có thể sử dụng sản phẩm và thực hành được những lộ trình để giảm cân. Ấy chà chà. Với gói kèm cặp đấy mình định giá là 5 triệu đồng. Bình thường là một người phải 5 triệu đồng em mới kèm như này. Bây giờ bạn comment cái bài học của bạn nào. Comment cái bài học của bạn sau cái hiệu ứng này. Hãy nhớ nha, khách hàng của chúng ta là những người có tư duy vô cùng đơn giản thôi, họ thích sự rõ ràng. Nên là họ phải nhìn thấy sự chênh lệch, họ phải nhìn thấy sự chênh lệch để họ đỡ phải suy nghĩ. Đó, để họ cảm thấy hời. Thầy hát là em nhớ về quê hương, chị Linh Phan bao giờ về đấy? Bao giờ về? Teng, teng, teng. Chị Linh Phan đang ở bên Đức, là một người con xa xứ. Nhưng vẫn gì ạ? Vẫn gắn kết với quê hương và gắn kết với những con người quê hương. Gắn kết với thầy dự là gắn kết với những con người quê hương rồi. Gắn kết với những con người tuyệt vời ở Việt Nam. Nhớ nhá, phải mua combo tặng khóa học giảm cân trên Unica được không? Được, nhưng tốt nhất là sản phẩm đấy phải do em tạo ra hoặc do em sở hữu nhá. Em sưu tầm, em sở hữu. Nó không vi phạm bản quyền của ai nhá, nó không không được vi phạm lợi ích của ai nhá. Rồi, đó là một cái hiệu ứng. Bây giờ đến hiệu ứng số 2, đó là hiệu ứng mỏ neo. Hiệu ứng mỏ neo. Hiệu ứng mỏ neo, hiệu ứng mỏ neo. Ứng mỏ neo, hiệu ứng mỏ neo là như nào? À, thầy dự cho bây giờ thầy dự cho các bạn đoán này nhá. Bây giờ thầy dự có một học trò, bây giờ thầy dự sẽ giới thiệu các học trò xuất sắc của thầy dự. Đấy. Học trò A thì đang có, họ đều học thầy dự cách đây 3 tháng thôi. Học trò A thì bây giờ đang có thu nhập là 150 triệu một tháng rồi. Học trò B thì đang có thu nhập là 250 một tháng. Nhưng họ có một học trò B, à một học trò học C nữa, à, rất xuất sắc. Học trò C đấy đang có thu nhập là 300 triệu một tháng rồi. Đấy. Đấy là những học trò mà theo học thầy dự cách đây khoảng tầm 3 tháng trở lại đây đấy. Thì là gì ạ? Có học trò trên 100 triệu, có học trò trên 200 triệu, có học trò thì chẳng cán mốc được 300 triệu rồi. Và xuất phát điểm của họ là gì ạ? Đều là con số gì ạ? Nhỏ hơn 50 triệu. Ừ. Thì à, thầy dự giới thiệu thêm với các bạn nữa, cũng học trò cũng theo học thầy dự cách đây 3 tháng nữa, cũng vào cùng đợt với những người kia đó. Đấy là học trò số 4. Thì theo các bạn thì học trò số 4 đó thì sẽ có thu nhập trong khoảng bao nhiêu? Học trò số 4 đấy sẽ có khoảng thu nhập trong khoảng bao nhiêu? Theo các bạn theo trò số 4 đấy của thầy dự, các bạn đoán xem mà thu nhập của họ khoảng khoảng bao nhiêu triệu? Có 3 triệu đây. Quá nửa đời phiêu bạt, còn lại về úp mặt vào sống quê. Ơi con sông dạt dào như tình mẹ, chờ che con đi quá chất bể mưa nguồn. Học trò số 4 đấy có thu nhập là 500 triệu, có 500 triệu, ok. Câu trả lời của thầy dự là học trò đấy có thu nhập là 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu hay là 10 triệu hay dưới 10 triệu. Nó chẳng liên quan gì đến cái thông tin mà thầy dự vừa nói cả. Học trò đấy hoàn toàn có thể là có thu nhập 10 triệu, mới có thu nhập 10 triệu thôi. Học trò đấy hoàn toàn có thể có thu nhập 1 tỷ thôi. À 1 tỷ, không phải 1 tỷ, 1 tỷ thôi, 1 tỷ. Học trò đấy cũng hoàn toàn chỉ có gì à, thu nhập có 10 triệu hoặc là 5 triệu một tháng. Thậm chí học trò đấy bây giờ chẳng còn học thầy dự nữa, bởi vì họ nhận ra rằng gì à, họ không phù hợp với kinh doanh online. Thế vì sao các bạn lại đưa ra dự đoán là họ đang có thu nhập trên 500 triệu, trên 400 triệu, trên 300 triệu? Vì sao nhỉ? Vì các bạn đang dựa vào những cái mỏ neo mà thầy đã nói từ trước. Rõ ràng là năm cái học sinh đó chẳng liên quan đến nhau cả.
bốn học sinh nó chẳng liên quan đến nhau cả, ba học sinh chẳng liên quan đến nhau cả. Đó, nhưng mà cách thầy dự đưa ra thông tin như vậy khiến các bạn tự nhiên ghim vào đầu luôn, ghim vào đầu luôn, ghim vào đầu luôn, à là thu nhập người đấy chắc phải tầm trăm triệu rồi, tầm trăm triệu rồi, con số hàng trăm triệu, kiểu băn khoăn là 100, 200, 300 hay 400 hay 500 thôi đó. Thì đây gọi là hiệu ứng mỏ neo, các bạn hiểu gì, hiểu ý tưởng này chưa? Hiệu ứng mỏ neo. Chúc mừng các bạn vì các bạn đã bị lừa một cách ngoạn mục bởi thầy dự. Pum 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 pum. Phong cách thầy em, phong cách như nào? Hiệu ứng mỏ neo. Hiệu ứng mỏ neo. Rồi, thì cái hiệu ứng mỏ neo này, hiệu ứng mỏ neo này là một cái hiệu ứng mà bạn sẽ khiến cho cảm giác khách hàng có cảm giác gì ạ? À? Khách hàng có cảm giác là họ sẽ nghĩ rằng chắc là những thứ sau nó phải như này đấy, chắc là những thứ mà họ chuẩn bị nhận được nó phải như thế này đấy. Nó phải cần phải trả giá bấy nhiêu tiền đấy, cần phải trả giá bấy nhiêu tiền đấy, cần phải trả giá bấy nhiêu tiền đấy. Đó. Và họ đã định sẵn trong đầu là sẽ phải có khi là phải trả giá bấy nhiêu tiền rồi đấy. Nhưng thực sự khi bạn đưa ra thông tin thì mức giá đấy thấp hơn rất nhiều so với những gì mà họ họ đang nghĩ trong đầu, họ đang nghĩ trong đầu. Phá ngoại mục. Dựa vào thông tin trước để dự đoán thông tin sau. Cái điều này nhá, mà bạn áp dụng trong cửa hàng của bạn ấy, áp dụng trong cửa hàng của bạn thì vô cùng hiệu quả luôn, áp dụng trong cửa hàng của bạn đó, áp dụng cửa hàng. Ví dụ bạn chuẩn bị launching sản phẩm ra, launching sản phẩm ra đúng không, bạn cứ truyền thông, bạn cứ truyền thông một thời gian vô cùng tuyệt vời, bạn cứ truyền thông thật nhiều vào sản phẩm của bạn là giá gì ạ, à? Giá gốc, giá gốc là 6 triệu 9, hoặc giá gốc của bạn là 1 triệu, 1 triệu 2 triệu. Tức là bạn mất rất nhiều thời gian, nếu các bạn launching sản phẩm ấy, bạn rất dành rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức ra. Bạn gì ạ? Truyền thông là gì ạ? Là giá sản phẩm nó sẽ khoảng như này, giá sản phẩm nó sẽ khoảng như này. Thậm chí bạn có giá gốc của sản phẩm rồi, giá niêm yết của sản phẩm rồi là 790, 890 hay là 990 hoặc là bao nhiêu đó. Đúng nhỉ? Đó, bạn cứ truyền thông như vậy là để người ta quan tâm đến sản phẩm của bạn này, thì người ta biết là giá nó khoảng giá khoảng như này, giá khoảng như này rồi. Nhưng cái lúc mà bạn đã bán thực sự thì bạn tạo ra một cái chương trình ưu đãi vô cùng lớn. Đúng rồi, ưu đãi đấy là cái ưu đãi gì ạ? À? Là vừa giảm giá lại vừa có tặng thêm quà. Thì người ta bảo ồ, thì trước kia là người ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, người ta đã bị ghim vào đầu và giá của bạn là 790, 690, 790, 690, 790 khoảng đấy rồi. Đến lúc bạn đưa ra một ưu đãi vô cùng hấp dẫn đó là gì ạ? À? Đó là còn có bao nhiêu? Còn có 500 hoặc là còn có 400, còn có 400 thôi. Hai ngày ưu đãi nào đấy giảm giá chỉ còn 400 thôi và tặng tặng thêm được món quà này nữa. Thế là lúc đấy gì ạ? À? À, người ta đã bị mỏ neo từ trước là giá nó sẽ khoảng bấy nhiêu tiền, giá khoảng bấy nhiêu tiền rồi. Nhưng lúc thực sự mà lúc call to action để còn mua ấy, thì đang được ưu đãi lớn hơn đó rất là nhiều. Rồi, thế bây giờ mình có cửa hàng thì sao? Mình có cửa hàng. Mình có cửa hàng của mình thì mình bày trí các sản phẩm ở trong cửa hàng của mình. Đúng rồi. Thì cái chỗ nào trang hoàng đẹp nhất, đó thì mình bày sản phẩm của mình vào. Đó. Thì mình gì ạ? À? Mình ghi giá gốc ở trong đấy, giá gốc sản phẩm, giá gốc, các loại giá gốc ở đấy, giá gốc đấy. Cái chỗ đấy mình trang trí để thu hút vào, người ta rất thích đến để ngắm, mà để có cái gì để ngắm vào. Thế giá gốc sản phẩm A 500 nghìn, sản phẩm B là bao tiền, giá sản phẩm C là bao tiền đó. Đó, bạn để một số sản phẩm chủ đạo thôi, hai ba sản phẩm chủ đạo thôi là bạn để giá gốc của đấy đó, và làm lung linh cái khu có cái sản phẩm đấy lên để thu hút mọi người, ai đến cũng phải nhìn vào cái sản phẩm đấy. Xong bạn làm cái khu khác cũng lung linh không kém, đó là gì ạ? À? Là gì ạ? À? Ưu đãi đặc biệt, ưu đãi đặc biệt dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Ưu đãi đặc biệt chỉ có 100 ưu đãi thôi, đó là gì ạ? À? Là sản phẩm này đó dành cho 100 khách hàng, dành cho 100 khách hàng, thời gian là từ giờ đến hết 2 ngày nữa, ví dụ trong vòng 3 ngày
hoặc là hết 3 ngày, hoặc là gì cho 100 khách hàng đầu tiên. Đó là cái sản phẩm này thì sẽ được bán với cái giá này, được ưu đãi với giá là bình thường kia mình cứ bày là 500 nghìn, 600 nghìn thôi, được bán với giá là gì ạ? Chỉ có 300 nghìn thôi, và được cộng thêm cái gì đó đó. Nhưng mà phải ghim đầu vào đầu trước của họ là gì ạ? Là cái sản phẩm này, nào thì tờ rơi, nào thì quảng cáo, nào thì các mọi thứ xung quanh, thông điệp đều gì ạ? Làm nổi bật cái sản phẩm đấy lên đó. Và cái mức giá niêm yết, làm nổi bật mức giá niêm yết đấy lên đó. Sau đó mình sẽ làm cái gì ạ? Một cái khu vực khuyến mãi, có thời hạn, có giới hạn đó, thì người ta sẽ wow. Tại vì trong đầu người ta đã ghim sẵn rồi, mà cứ nói về giá trị sản phẩm và chỉ có 590.000, giá trị sản phẩm chỉ có 590.000, giá trị vô cùng tuyệt vời chỉ có 590.000, thì người ta đã gì ạ? À? Người ta bị ghim vào đầu là ở giá trị sản phẩm như vậy, 590.000, 590.000, 590.000 đó. Bạn hiểu được đấy chưa không? Rồi. Trong cái chốt kỹ thuật chốt sale online hoặc chốt sale trực tiếp ấy, bạn nói chuyện là riêng lẻ với khách hàng ấy đó, thì bạn có thể kể ra những cái gì ạ? Bạn kể ra là gì ạ? Những người đang gặp vấn đề như vậy, nói chuyện người ta cứ nói tiền triệu, mặc dù sản phẩm của bạn là chỉ có mấy trăm nghìn thôi là có thể mua sản phẩm của bạn đấy nhá. Ví dụ như là bạn bán cái sản phẩm là phụ khoa, thuốc phụ khoa đi, hoặc là cái sản phẩm là cái gì đó liên quan đến việc chữa được viêm nhiễm phụ khoa, hoặc là các bệnh gì đó của những người, của những khách hàng tiềm năng, thì bạn cứ nói cái chuyện là gì ạ? Ôi rồi cái này ấy, bạn cứ nói về cái câu chuyện tiền triệu, bạn cứ nói về cái câu chuyện tiền triệu, bạn cứ nói về cái câu chuyện tiền triệu ấy. Câu chuyện tiền triệu là như nào nhỉ? À nếu mà để vấn đề này nó nặng hơn ấy, vấn đề này mà nó thực sự mà nguy hiểm hơn thì có tốn tiền triệu cũng chưa chắc đã chữa được này. Hoặc là dạng nguyên cái này đi khám hết các kiểu gì đó thì đã hết mấy trăm nghìn lên đến tiền triệu rồi này. À tiền mua thuốc ngoài nó hết tiền triệu nữa này. Tức là bạn cứ nói về những cái đơn vị tiền triệu, nói về những đơn vị tiền triệu, nói về những đơn vị tiền triệu. Đó, để người ta biết rằng là cái vấn đề người ta đang gặp phải mà để giải quyết được là nó trị giá tiền triệu đấy, trị giá tiền triệu, ngoài kia là trị giá tiền triệu đấy. Nhưng khi mà đưa giá sản phẩm của bạn ra thì sản phẩm của bạn chỉ có mấy trăm nghìn thôi, chỉ có mấy trăm nghìn thôi đấy. Tức là neo cho họ trước là những cái thứ đấy của họ là nó tương đương với mức tiền cao, mức tiền cao, mức tiền cao, nhưng mà với mình, với sản phẩm của mình thì là giá tiền thấp. Quá nửa đời phiêu bạt, còn lại ve cúp mặt vào sống quê. Quá hay, đã hiểu. Quan trọng nhất là bạn áp dụng như thế nào thôi. Hóa ra rất nhiều khi em bị rút tiền theo hiệu ứng này. Thấy em có đỉnh. Chị Tình Hà thì dự đề xuất chị là không bán xôi nữa, sáng ngày ở nào, sáng nào ở nhà cũng học thể dự. Thuê một người bán xôi. Ơn thầy em, chuyến từ giờ đến Tết luôn. Máy em hết pin rồi, trời ơi, đoảng thế. Hiệu ứng mỏ neo vào một cửa hàng, áo này 1,5 triệu, áo bên cạnh 1,450,000, áo bên cạnh 1,000,000, áo bên cạnh 1,000,000. Thế là người biết, ủa áo đẹp đấy, cũng đẹp đấy, xem giá toàn 1,000,000, áo đẹp toàn 1,000,000. Thế là cửa hàng này chắc là toàn áo 1,000,000, cửa hàng này toàn áo 1,000,000, toàn áo 1,000,000, toàn áo 1,000,000, toàn áo 1,000,000, toàn áo 1,000,000 đó, toàn áo 1,000,000, toàn áo 1,000,000 đấy. Thì lúc đó bạn muốn nhắm vào việc đẩy sản phẩm nào đi, ví dụ có một cái sản phẩm, số sản phẩm nào đó là cái sản phẩm mà bạn muốn đẩy đi, sản phẩm đó là sản phẩm có thể là có thể thì gọi là có thể là tồn kho. Có thể là như vậy, tại vì là marketing chưa tốt đúng không nhỉ, thì bạn bắt đầu mới giảm giá cho sản phẩm đấy thì lúc đó nó mới hiệu quả. Còn vào phát đã nhìn thấy giảm giá luôn, vào phát đã nhìn thấy giảm giá luôn, còn lâu mới hiệu quả. Em sắp khai trương cửa hàng nhất định phải áp dụng hiệu quả hiệu ứng mỏ neo. Em bị hiệu ứng này lấy nhiều tiền mà không biết ạ, rút kinh nghiệm không bị lừa nữa thầy ơi. Sao lại bị lừa? Mình phải tôn vinh người ta chứ. Em phải chăm chỉ mua hàng hơn, chẳng hạn như vậy. Mình mua hàng của người ta mà người ta sử dụng được những tuyệt chiêu như này để đánh vào cái tâm lý của mình, khai thác tâm lý của mình thì mình phục người ta luôn. Người ta xứng đáng trở thành người bán hàng cho mình.
Ngày cuối tuần mới học được. Đấy. Thầy hát bài vui đi ạ. Thầy không được hát bài vừa rồi khi hôm nay em cố học thầy ạ. Chị Linh Phan. Tất cả mọi người tí nữa kết bạn với chị Linh Phan nhé. Tất cả mọi người tí nữa kết bạn với chị Linh Phan thôi thầy dự. Chị Linh Phan ở bên Đức. À, chị Linh Phan là một người cực kỳ nỗ lực trong quá trình học tập. Chị Linh Phan là một người kiên trì trong quá trình học tập. Chị Linh Phan là một người, nói chung là một người hơn tuổi thầy dự rất là nhiều, thậm chí hơn tuổi của các bạn, phần lớn các bạn ở đây. Con của chị cũng lớn rồi. Nhưng mà chị ấy có một cái nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Và chị ấy là người đang sống ở nước ngoài. Và thầy dự muốn các bạn kết bạn với chị Linh Phan và tâm sự với chị Linh Phan nhiều hơn, rồi động viên chị Linh Phan nhiều hơn giúp thầy dự. Ai chả bác nhà, bác Nguyễn Kỳ nha. Anh Nguyễn Kỳ Nha là người truyền cảm hứng của người truyền cảm hứng. Thầy Dự là người truyền cảm hứng. Còn cái ông Nguyễn Kỳ Nha này là ông cứ xuất hiện ở đâu là ông truyền cảm hứng thầy Dự. Đi bộ ông toàn cõng theo thầy Dự, ông toàn đẩy thầy Dự sau thôi. Chuyên truyền cảm hứng thầy Dự. Rồi bây giờ hiệu ứng số 3. Có làm luôn hiệu ứng số 3 không hay mai học? Ứng số 3 là hiệu ứng ánh hào quang. Cuốn sách này này. Các bạn đã đặt mua cuốn sách này về đọc nhá. Nhưng mà yên tâm rằng gì ạ? À? Bạn đọc sách và học thầy dự thì đọc sách sẽ là 20%, còn học thầy dự sẽ là 80% còn lại. Bởi vì những thứ thầy dự dạy cho các bạn thì không có trong sách, những cái ví dụ thầy dự lấy cho các bạn thì không có trong sách. Đó, thầy dự lấy ý tưởng từ sách, lấy ý tưởng từ sách. Sách này là khơi nguồn trí tuệ cho thầy dự và từ đó thầy dự phát triển lên. Đó, nên là bạn cần có sách. Tiếp nữa là bây giờ đến một cái hiệu ứng là hiệu ứng ánh hào quang. Hiệu ứng ánh hào quang, ánh hào quang, hiệu ứng ánh hào quang. Tức là người ta đã từng tin tưởng vào cái điều gì đó rồi. Tin tưởng vào điều gì đó rồi thì là người ta sẽ dễ dàng tin tưởng vào những điều còn lại. Học trò của thầy ai em cũng thấy mạnh mẽ và tình cảm thầy ạ. Mạnh mẽ lên, chiu 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 chiu. Rồi, phụ nữ cũng phải mạnh mẽ chứ, nào cũng phải mạnh mẽ chứ. Hiệu ứng ánh hào quang thì tức là người ta đã tin tưởng, người ta đã có quý trọng một sản phẩm gì đó rồi thì sao ạ? À? Thì người ta tin tưởng và quý trọng những cái sản phẩm còn lại. Vì các bạn thấy là gì, iPhone đúng không? Vì các bạn thần tượng iPhone rồi, thần tượng iPhone rồi, thần tượng iPhone rồi, nên là những sản phẩm tiếp theo, những sản phẩm tiếp theo của iPhone hoặc là của Apple thì bạn đều mặc nhiên là định vị nó rằng là giá trị nó tương đương, giá trị nó tương đương và cao, giá trị nó cao. Và những cái sản phẩm kia là sản phẩm mang tính chất là xu thế, những sản phẩm vô cùng tuyệt vời thì bạn định vị luôn là nó tuyệt vời, nó tuyệt vời đấy, nó tuyệt vời. Thì đây là cũng gần giống với mỏ neo, nhưng mỏ neo ở dạng tích cực. iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5S, 5S, 6S, 7S, 8S gì đó rồi, rất tuyệt vời rồi. Rất tuyệt vời. Thế là bạn nghĩ luôn là gì ạ? Nếu mà iPhone 10 ra chắc chắn nó tuyệt vời. Đương nhiên là tuyệt vời, iPhone X ra vô cùng tuyệt vời. Và thậm chí là cái sản phẩm tiếp theo nó là gì ạ? Sản phẩm MacBook của Apple chắc chắn nó cũng rất tuyệt vời. Bởi vì cái đơn vị này là gì ạ? Đơn vị này là sản xuất những thứ kia rất tuyệt vời rồi, những cái sau chắc là tuyệt vời. Đó, tức là sử dụng được ánh hào quang của những thứ phía trước, những thứ đi trước. Ánh hào quang của những thứ đi trước. Đó. Hoặc là bạn quý trọng một ai đó rồi, tức là ai đó là một chuyên gia trong lĩnh vực nào đó rồi, ví dụ thầy dự là một chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo phụ nữ trở nên giàu có hạnh phúc hơn, và bạn tin tưởng và bạn phục thầy dự với cái điều đó rồi, nên là khi thầy dự giới thiệu một cái gì đó, khi thầy dự nói đến một cái gì đó, khi thầy dự khoe một mối quan hệ nào đó thì bạn mặc định luôn là gì, à những cái điều đấy rất là chất lượng, những cái đấy rất là đáng tin. Đó, tức là hiệu ứng từ ánh hào quang. Đó là lý do vì sao mà thầy dự luôn luôn nhắc các bạn rằng cần phải trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực gì đó. Bạn cần phải trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực gì đó thì bạn, lời khuyên của bạn, những chỉ dẫn của bạn, những lời nói của bạn, những cái kiến thức của bạn liên quan đến lĩnh vực khác thì mặc nhiên cũng được người khác coi trọng, mặc nhiên được người khác coi trọng. Mặc nhiên được người khác coi trọng, mặc nhiên được người khác coi trọng. Chờ trẻ con đi qua chớp bể mưa muôn,
Từng giọt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vị heo may cho má em hồng. Thôi xin lỗi không hát bài này nữa. Rồi sử dụng ánh hào quang. Rồi chúng ta hãy xem nào. Đây để xem trong sách này họ gợi ý. Các đơn vị họ đang làm như nào. À đấy. Thì khi bạn kinh doanh thì bạn chọn một cái sản phẩm gọi là sản phẩm xoáy Một sản phẩm gọi là sản phẩm xoáy hạn. Sản phẩm xoáy hạn là sản phẩm như thế nào? Tức là bạn có thể kinh doanh rất là nhiều sản phẩm đúng không? Cái hệ thống của bạn có rất nhiều sản phẩm. Nhưng chọn ra một cái sản phẩm nào đó là cái sản phẩm mũi nhọn để đánh vào thị trường. Và cái sản phẩm đấy là cái sản phẩm có USP cực lớn. Đó. USP cực lớn để còn đánh vào thị trường. Và khi đánh vào thị trường rồi người ta tin tưởng cái sản phẩm đấy rồi, người ta quý sản phẩm đấy rồi. Cộng với cái việc là bạn chăm sóc rất là tốt nữa. Đó, thế là người ta yêu quý sản phẩm đấy, yêu quý bạn. Đó thì cái sản phẩm đấy là sản phẩm đi khai phá thị trường. Thì lúc đó bạn dễ dàng khiến người ta mua những sản phẩm tiếp theo, mua những sản phẩm tiếp theo mà không có nhiều rào cản về giá. Cần có một sản phẩm xoáy ạ. Tức là sản phẩm đấy là cái sản phẩm mà khi mà có ai hỏi rằng bây giờ em bán rất nhiều sản phẩm đúng không? Nhưng bây giờ em thấy tự hào, thấy tự tin nhất khi em bán sản phẩm nào? Đấy thì bạn phải trả lời ra được có một sản phẩm nào đó mà bạn cảm thấy tự tin, tự hào nhất khi bán cái sản phẩm đấy. Em đã thông não đi lên từ K4, K5, K6, K7 chạy chiến binh. Hiệu ứng dần, em đã tin thích là sẽ làm cho cái này xuất lời. À, từ lúc thầy khoe dầu gội túi lọc cho bé phơ, em mua về dùng cho chu chơi thì em luôn. Ừ, đấy, đúng rồi. Hiệu ứng ánh hào quang. Vì thế là người ta hay khuyên người nổi tiếng về để còn làm PR cho sản phẩm đúng không? Làm marketing cho sản phẩm. Hiệu ứng hào quang, sử dụng ánh hào quang ở đấy. Ok, và bây giờ nếu như bạn muốn tuyển được nhiều đại lý, nhớ này, bạn muốn tuyển được lại nhiều đại lý thì bạn phải chọn ra cái gì ạ? Chọn ra cái đại lý xoáy hạng của mình. Các bạn nào, chị Tịnh Hà, Trần Đặng Như Vân và các học trò học của chương trình Chạy Chiến binh bán hàng như hơi thở, các bạn có nhớ công thức là 80 20 và 4% không? 82 20 và 4%, 80 20 và 4%, 80 20 và 4%, 80 20 và 4%. Còn nhớ công thức này không? Đúng rồi. 80 20 và 4%. Tức là gì ạ? Bạn muốn tuyển được nhiều đại lý. Mặc dù bây giờ bạn đã có hàng trăm đại lý rồi hoặc là năm 10 đại lý, không biết, thì không biết bạn có bao nhiêu đại lý cả. Nhưng bạn phải dồn nguồn lực của mình để có xem đại lý nào nó rất là xứng đáng để mình thậm chí còn gì ạ? Hỗ trợ người đó thêm. Thậm chí nhiều khi người yếu năng lượng mình pass đơn cho người đấy. Thậm chí mình làm rất là nhiều cái để hỗ trợ người đấy, để nâng người đấy lên thành ngôi sao, nâng người đấy lên thành những người mà thực sự là những đại lý tiêu biểu của mình. Đó, nâng người đó lên, hỗ trợ những người đó, phát hiện ra tài năng đó để họ trở thành những hình mẫu, những đại lý tiêu biểu của mình. Và việc của mình là gì ạ? À? Khi mình đi tuyển những cái đại lý mới, đúng không nhỉ? Đúng rồi, khi mình sử dụng những cái bài đào tạo để đào tạo cho những đại lý mới, hoặc là mình tuyển những người mới ngoài kia, thì mình thường xuyên kể những cái câu chuyện là trong hệ thống đại lý của mình có một bạn được mình kèm thì bây giờ đã như nào, thế được mình kèm thì bây giờ đã như nào. Rõ ràng trong đó có hàng trăm người được bạn kèm, nhưng có những bạn thì thành quả ít, có bạn thành quả nhiều, có bạn thì hầu như không có thành quả đó. Nhưng bạn phải chấp nhận được rằng gì ạ, đấy là điều đương nhiên, và bạn phải ưu tiên hơn, dồn nguồn lực hơn để chăm sóc cho người nào đó, người ta sẵn sàng hơn để người ta có sự phát triển. Và từ đó thì bạn sẽ có những cái đại lý mà thì được gọi là đại lý xoáy hạn, và bạn sẽ thường xuyên sử dụng những cái câu chuyện của đại lý xoáy hạn này để kể cho nhiều người khác, để truyền cảm hứng cho người khác, và để truyền cảm hứng cho những người mới ngoài kia, họ có thể là nhìn vào cái đại lý xoáy hạn đó, họ thấy rằng là à mình cũng rất thích được ánh hào quang giống như chị này, mình rất thích được có thu nhập cao như chị này, mình cũng rất thích cái điều này đó. Tức là vì bạn có đại lý xoáy hạn nên là người ta sẽ là người truyền cảm hứng cho tất cả các đại lý còn lại, và cũng chính là cái nhân vật thu hút để mình có thể thu hút được rất nhiều những người ngoài kia. Đó là lý do vì sao mà thầy Dự lại chọn ra những học viên có phí, và thầy Dự có những học viên đóng phí vô cùng cao để thầy Dự cho cả thầy Dự và cả cái đội ngũ trợ lý của thầy Dự, kèm họ và cả trợ lý của họ nữa cơ. Để làm gì? Để họ có thể là thực sự là thành công hơn nữa. Và lúc đó thầy Dự toàn kể về những học trò của thầy Dự có thu nhập hàng trăm triệu, toàn kể về những thu nhập mà 500 triệu của những học trò của thầy Dự thôi, thì rõ ràng là uy tín của thầy Dự sẽ tăng cao hơn rất là nhiều. Rõ ràng là các bạn sẽ muốn làm học viên của thầy Dự rồi. Thì các bạn có hiểu kỹ thuật này chưa nhỉ?
Đó, nên là mình phải tìm ra những cái gì ạ? Đại lý soái hạng của mình. Đó, để biến họ thành những người thủ lĩnh, những người vô cùng tuyệt vời để còn làm gương cho những thành viên khác trong hệ thống đại lý của mình. Thậm chí họ chính là những người đang có những cái câu chuyện mà làm truyền cảm hứng cho những người đang muốn bán hàng online. Và họ sẽ vào hệ thống của mình, họ sẽ theo sự dẫn dắt của mình, bởi vì chính mình đã dẫn dắt được những người tuyệt vời như vậy rồi. Đó. Tiếp một cái nữa thì tùy biến cho các bạn là bạn phải chọn ra những khách hàng soái hạng. Khách hàng soái hạng hay còn gọi là những khách hàng tiêu biểu để kể những câu chuyện khách hàng này cho những người đang gặp vấn đề khác để họ tin được rằng là mình cũng có thể làm được điều này. Khách hàng soái hạng của bạn là những khách hàng hoặc là rất là VIP, có địa vị trong xã hội. Hoặc là khách hàng soái hạng của bạn là hoặc là những người đang gặp vấn đề vô cùng lớn nhưng nhờ sản phẩm của bạn mà đã giải quyết được vấn đề, thì bạn phải có câu chuyện của ít nhất hai nhóm người này. Thứ nhất là nhóm người vô cùng VIP của xã hội, đó, nhóm người của cộng đồng ấy, nhóm người làm chính trị hoặc là nhóm người làm ảnh hưởng xã hội như thầy Dự ấy, thì câu chuyện của những người đấy sẽ ảnh hưởng tích cực, sẽ vô cùng có niềm tin đối với những khách hàng tiềm năng ngoài kia, họ có sẽ động lực để mua hàng hơn. Rồi, khách hàng soái hạng đại lý soái hạng đó, nên là bạn có hàng trăm khách hàng nhưng mà nhớ là bạn phải dành thời gian để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với một nhóm khách hàng nào đó. Nhóm khách hàng đấy gọi là nhóm khách hàng mơ ước đấy, trời ơi thầy dạy bạn nhiều rồi mà. Ui, Lưu Minh Phương, Lưu Minh Phương thì Lưu Minh Phương Phú Thọ, thì Phương nó về Phú Thọ chưa? Đó. Nên bạn nhớ nhá, những cái thứ thành tựu hiện tại của bạn nó quyết định đến việc người khác đang nhìn nhận bạn về những thứ bạn chuẩn bị làm trong tương lai. Chọn ra khách hàng soái hạng, em có áp dụng rồi, giờ mới học mới biết. Ok. Thì hôm nay là một bài học miễn phí. Các buổi sáng 5:30 đều là những bài học miễn phí. Và thầy Dự, các bạn thấy cái buổi những giá trị của những buổi học miễn phí của thầy Dự buổi sáng 5:30 như nào? Nó có bị lặp đi lặp lại gì không? Nó có nhàm chán không? Bạn có nhìn thấy sự sự là cái sự nỗ lực của thầy Dự và những học viên đang học ở đây không? Bạn không chỉ học được kiến thức mà bạn còn đang giao tiếp trong một môi trường với những con người vô cùng tích cực. Đấy là cái giá trị vô cùng lớn mà thầy Dự muốn trao cho các bạn. Và bây giờ thì Dự muốn các bạn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn những thành viên 90 ngày lột xác, cảm ơn những thành viên 90 ngày lột xác. Bởi vì các bạn đang được học những kiến thức giá trị như thế này. Lý do không phải là vì các bạn đang có mặt trong nhóm phụ nữ bán hàng online, mà lý do vì những cái kiến thức này là nằm trong cái khung kiến thức của chương trình 90 ngày lột xác. Và các bạn học ở chương trình 90 ngày lột xác thì một tuần họ được học hai buổi là thứ hai và thứ sáu là live trực tiếp cùng thầy Dự. Thầy Dự sẽ dạy họ trực tiếp nội dung mới. Và 5:30 hàng sáng thì họ sẽ dạy học để thực hành thói quen đọc sách, thói quen xem livestream của thầy Dự và học những nội dung mới. Nhờ có họ nên thầy Dự có thêm nhiều lý do để còn làm những livestream vô cùng chất lượng và thức dậy sớm để làm livestream ở nhóm 5:30 này. Nên là các bạn nào chưa ở trong nhóm 90 ngày lột xác thì các bạn hãy gửi lời cảm ơn đến những thành viên của 90 ngày lột xác, vì các bạn đang nhờ có họ mà bạn đang được học những nội dung vô cùng chất lượng và được học miễn phí. Họ thì phải trả phí. Họ trả phí 1.990.000, còn các bạn thì không cần phải trả phí. Các bạn được học lúc 5:30 này cùng họ. Lý do vì họ nên thầy Dự tổ chức nên cái điều này. Ok, hãy gửi lời cảm ơn đến những thành viên của 90 ngày lột xác. Cảm ơn các thành viên của 90 ngày lột xác. Đúng rồi. Còn các thành viên của 90 ngày lột xác
thì các bạn sẽ cảm ơn những thành viên nào? Hiện tại các bạn thành viên của chiến binh của Lột Xác, các bạn cần phải cảm ơn những thành viên của trại nữ chiến binh siêu đẳng, và đặc biệt cảm ơn đến những thành viên nhóm 4% của thế dự. Đó là những cái boss, đó những người đang có thu nhập là trên 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu rồi. Thì họ chính là những người truyền cảm hứng cho thầy dự, họ chính là những người mà tạo cho thầy dự cái gì ạ, một cái động lực là phải nghiên cứu kiến thức mới hàng ngày để giải quyết vấn đề cho cá nhân họ, đội nhóm của họ, nên từ đó thầy dự có nhiều kiến thức hơn. Ok. Rồi, và các bạn cùng gửi lời cảm ơn đến những thành viên của nhóm nữ chiến binh siêu đẳng và nhóm diện 4% của thế giới nha. Nhóm chiến binh người lột xác thì đã đi được 30 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 29 rồi, mai là cái điều 30 ngày rồi, 30 ngày rồi. Và thứ hai thì sẽ bước vào giai đoạn 2, nhớ nhá, bắt đầu từ tuần sau. Hôm nay là chủ nhật rồi, tối ngày mai thì thầy dự sẽ kết nạp thêm thành viên vào nhóm 90 ngày lột xác. Mình đang xem sạc. Tối ngày mai thì thầy dự sẽ kết nạp thêm thành viên vào nhóm 90 ngày lột xác. Tối đa là 50 thành viên sẽ được kết nối thêm, sẽ được kết nạp thêm. Và những thành viên nào mà giai đoạn 1 đây rồi, cắm mốc đây rồi, cắm vào điện đây nữa. Các thành viên nào mà không đủ tiêu chuẩn thì sẽ được dừng lại, sẽ bị dừng lại. Hoặc là sẽ có một cái chế tài nào đó để cho các bạn được vào, nhưng các bạn phải chịu trách nhiệm về cái việc mà bạn không hoàn thành được hành trình 30 ngày vừa rồi. Còn các bạn mới, bạn nào vào giai đoạn mới, giai đoạn số 2 này thì các bạn cần phải đua với những người giai đoạn 1, thì thầy dự sẽ giúp các bạn bằng cách là thầy dự có đội ngũ trợ lý, thầy dự sẽ phân công đội ngũ trợ lý ra để kèm riêng các bạn, để có thể giúp các bạn đua được với những người đã tham gia ở giai đoạn 1. Đấy. Ok. Nên là bạn nào mà chưa vào nhóm 90 người lột xác thì bạn vẫn còn cơ hội để vào. Bởi vì sao? Thầy dự sẽ chọn ra 50 người, tối đa là 50 người để bổ sung vào nhóm 90 người lột xác. Các bạn sẽ chỉ được học có 60 ngày thôi. Tối đa là 60 ngày, xin lỗi, tối đa là 60 ngày. Đó, bởi vì 90 ngày thì các họ đã học trước 30 ngày rồi. À, thầy dự sẽ gửi cho bạn cái tài liệu mà những người khác đã được học, những cái livestream mà thầy dự đã dạy cho những người khác, những người trước trong 30 ngày trước. Đó, những cái tài liệu, những cái bài tập để cho các bạn xem và xem người khác làm bài tập luôn. Và các bạn sẽ được trợ lý của thầy dự hỗ trợ thêm, thầy dự cũng sẽ hỗ trợ thêm tăng bo cho các bạn nữa để các bạn trong những ngày tới đuổi kịp, thậm chí còn vượt những cái người nào đã từng học giai đoạn 1 rồi nhưng mà chênh mảng, các bạn thậm chí còn vượt được họ. Ok. Và nhớ nhá, các bạn hỏi là thầy ơi nhóm đấy miễn phí à, nhóm miễn phí à không? Các bạn muốn vào nhóm 90 ngày lột xác đó thì các bạn sẽ cần phải đóng phí, mức phí là 1.990.000 đồng. Nhớ này, mức phí là 1.990.000 đồng. Không có ưu đãi gì thêm, giảm giá gì thêm cả. Bởi vì thầy dự định giá nó là nhiều tiền, rất nhiều tiền cơ. Thầy dự định giá nó phải rất nhiều tiền cơ chứ không phải là mấy triệu đó. Nhưng việc các bạn là đóng phí tượng trưng là 1.990.000. Có bạn nào chưa phải là thành viên của 90 ngày lột xác, đang yếu về bán hàng online, đang yếu về cái xây dựng đội nhóm, đang yếu về các kỹ năng, đang yếu về cái kiến thức, yếu về rất nhiều thứ khác nữa và muốn được bổ trợ trong vòng 60 ngày tới không? Thì bạn vào hành trình 90 ngày lột xác, bắt đầu từ giai đoạn 2. Bạn chỉ có niềm tin vào chính bản thân mình, niềm tin vào kiến thức để tự chia sẻ, thế thôi. Bạn nào thực sự muốn trở thành một trong 50 người? Không, hôm qua thì rất nhiều người rồi. Nên là bây giờ chắc chỉ còn khoảng không biết là bao nhiêu suất đó chứ không phải 50 suất nữa đâu. Bạn nào muốn trở thành một trong 50 thì bạn comment vào là em muốn và sẵn sàng đầu tư. Em muốn vào 90 ngày lột xác và sẵn sàng đầu tư. Em muốn vào 90 ngày lột xác và sẵn sàng đầu tư. Có khi các bạn vào sau còn giỏi hơn tụi em ấy nhỉ? Không biết, nếu các chị chủ quan, nếu các bạn lơ là trong cái việc mà thực hành những bài tập thầy dự giao thì các bạn sẽ bị người khác vượt, đấy là điều đương nhiên, đấy là quy tắc. Đấy là một quy tắc hiển nhiên rồi. Ai nỗ lực hơn thì người đấy sẽ giành chiến thắng. Bạn comment theo đúng cấu trúc vào. Bạn comment theo đúng cấu trúc vào. Là em muốn vào 90 ngày lột xác và sẵn sàng đầu tư. Số tiền là 1.990.000. Nó to không nhỉ? To đấy. 2 triệu cơ mà, gần 2 triệu mà to.
Đúng rồi, em muốn nhưng không có thời gian tham gia, đúng rồi, thì em không phù hợp đâu. Em không phù hợp đâu, em muốn mà em tham gia thì em không phù hợp đâu. Tại vì em không có thời gian. Không có thời gian. Ở Minh Châu em muốn sẵn sàng đầu tư. Nguyên là em đã đăng ký. Em muốn sẵn sàng đầu tư. Nguyễn Tuyết Mai. Ok. Ok. Bạn sẽ chat với Hoàng Phương Chiêm. Trợ lý Hoàng Phương Chiêm của Thế Dự. Chiêm Hoàng Phương. Cái thách thức của bạn hôm nay là thách thức ngày chủ nhật. Bạn làm sao mà hoàn tất được thủ tục ngày hôm nay là thách thức của ngày chủ nhật. Nếu không thì người khác sẽ hoàn thành trước. Và lúc đó thì họ sẽ thuộc vào nhóm 50. Và nếu mà bạn rủi ro xảy ra là có quá nhiều người hoàn thành thủ tục của ngày hôm nay, đủ 50 người, thì chắc chắn rằng bạn sẽ phải đợi năm sau. Hoàng Phương Chiêm. Thầy Dự đang muốn tổ chức một chương trình offline để tặng cho những người ở nhóm 90 ngày lột xác, tổ chức một chương trình offline. Chương trình này là chương trình thầy Dự có thể đặt lại cái tên là Trại Chiến binh bán hàng như hơi thở, nhưng phiên bản Tết, phiên bản đột phá doanh số Tết. Tên chương trình thầy Dự sẽ vẫn giữ là Trại Chiến binh bán hàng như hơi thở, như hơi thở, nhưng thầy Dự sẽ gì ạ, tập trung vào việc là đột phá doanh số Tết cho các thành viên của nhóm 90 ngày lột xác đó. Và offline này tổ chức ở Hà Nội để các chị đỡ phải mất tiền đi lại ăn ở di chuyển ở các địa phương giống như đi Phú Thọ vừa rồi. Các chị ở nào Hà Nội lên đi xe lên Hà Nội, ở máy bay thì chỉ đi ra Hà Nội thôi là học được. Dành cho các thành viên 90 ngày lột xác và bạn không phải nộp thêm phí nữa. Ok, các bạn hãy chat với Chiêm để nhận thêm thông tin nhá. Nhận thông tin. Và trở thành và nhanh chóng hơn, nhanh chóng trở thành. Trong 50 giờ. Anh em tỉnh thì không to một tí nào ạ. À? Chị tỉnh à? Tổ chức ở Tây Nguyên nha thầy. Em vẫn muốn lên Phú Thọ à? Wow, thầy ơi. Rồi, các bạn xem thông tin của bạn Hoàng Phương Chiêm ấy. Thầy ơi, những livestream trong nhóm 90 ngày đã học, em muốn được xem để học và đi tiếp hành trình 60 ngày còn lại. Em là thành viên trong nhóm bổ sung. Ok, được. Các em trong nhóm bổ sung sẽ được. Nhóm bổ sung thậm chí là các bạn sẽ được vào nhóm. Từ giờ thứ hai các bạn sẽ được vào nhóm. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ ghim cái thông tin của bà Hoàng Phương Chiêm đây rồi. Các bạn chat với bà Hoàng Phương Chiêm. Và chat đừng có chat theo kiểu là em ơi, chị ơi, em ơi, chị hỏi cái nhá. Nói rằng là gì ạ? Chị muốn đầu tư để vào nhóm 90 ngày lột xác. Em hướng dẫn chị với. Chị muốn đầu tư để vào nhóm 90 ngày lột xác, em hướng dẫn chị với. Đây, chat với Hoàng Phương Chiêm theo cấu trúc đấy. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bạn hoàn toàn có thể là gửi cái thông tin này để cho bạn bè của bạn cùng vào, để bạn cùng bạn vào, đôi bạn cùng tiến thì cực kỳ tuyệt vời. Ba bốn bạn cùng tiến, ba bốn bạn cùng nhau trong hệ thống của bạn cùng vào học 90 ngày lột xác thì vô cùng tuyệt vời.